Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trong tối và đêm qua, gây mưa to và gió mạnh tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến hôm nay thì gió mạnh không còn nhưng mưa vẫn diễn ra trên diện rộng tại đây. Có nơi vẫn đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh. Do mưa lớn kéo dài nên cảnh báo trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên sông Đà lên mức là báo động 1. Sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức từ báo động 1 đến báo động 2. Riêng sông Bưởi, Thanh Hóa, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh lên mức báo động 2 đến báo động 3. Người dân sinh sống ven sông cần đề phòng ngập úng. Ngoài ra, người dân quanh khu vực đồi núi cũng cần hết sức chú ý với nguy cơ lũ quét sạt lở đất đá vô cùng nguy hiểm. Đây là những hiện tượng thời tiết có thể gây nhiều thiệt hại trong thời gian ngắn, nên quý vị cần chú ý những dấu hiệu như tiếng động lớn xuất hiện, nước đổi màu hay những thay đổi xung quanh khu vực sống để đảm bảo an toàn. Về tình hình nhiệt độ thì vẫn chưa có điều kiện để tăng trở lại khi mưa vẫn tiếp diễn. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay vẫn ở mức từ 28 đến 31 độ. Dự báo tình trạng mát mẻ sẽ còn kéo dài khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt ở đây. Không mưa nhiều và cấp độ nguy hiểm như các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi cũng nhiều mây và có mưa, nền nhiệt độ mát mẻ. Các tỉnh còn lại từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận chủ yếu chỉ xảy ra cục bộ nên nhiệt độ ít biến đổi, cao nhất trưa chiều nay ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Bão số 3 đã tan nên gió mùa Tây Nam tạm thời giảm hơn trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong hôm nay mưa giảm hơn, chỉ còn tập trung vào chiều tối và những điểm mưa to ít xảy ra. Tuy nhiên trong cơn dông mọi người cần cảnh giác với khả năng có dông sét và gió giật mạnh. Vào trưa chiều thì trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ so với những ngày mưa nhiều vừa qua. Cao nhất ở các tỉnh Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Bầu không khí dịu mát còn duy trì tại đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, bão số 3 đi vào đất liền nên tình trạng gió mạnh ở vùng biển Bắc Biển Đông chấm dứt. Gió thổi ở cường độ trung bình, chỉ riêng khu vực Nam Biển Đông và các vùng biển ven bờ phía Nam, gió còn mạnh cấp 5 đến cấp 6, biển động nên chưa an toàn cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy, trong hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông suối và ngập úng ở vùng trũng thấp. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 19 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.